dàn sao dự bế mạc tuần thời trang. Hoa hậu Giáng My, diễn viên Trương Ngọc Ánh cùng nhiều mỹ nhân dự bế mạc tuần thời trang quốc tế Việt Nam 2024. Tối ngày 16 tháng 6, sự kiện hút nhiều khách mời theo dõi bộ sưu tập của ba nhà mốt cuối cùng. Hoa hậu Giáng My diện trang phục thêu họa tiết hoa, làm tóc phong cách cổ điển. Tuần thời trang quốc tế Việt Nam lần thứ 17 diễn ra từ ngày 13 đến 16 tháng 6, đánh dấu cột mốc 10 năm ra đời. Sự kiện quy tụ 16 nhà thiết kế và thương hiệu trong nước, quốc tế, hàng trăm người mẫu trình diễn nhiều bộ sưu tập mới. Hoa hậu Hà Kiều Anh cho biết liên tục đến thưởng thức các bộ sưu tập thời trang trong những ngày diễn ra tuần thời trang. Hà Kiều Anh tạo dáng cùng nhà thiết kế Thủy Nguyễn, trái. Diễn viên Trương Ngọc Ánh diện áo dây và chân váy có phần tùng rộng, quét sàn. Diễn viên múa Linh Nga mặc trang phục tua rua, cài hoa lên tóc. Người mẫu Anh Thư mặc áo choàng quét sàn lên thảm đỏ. Á hậu Minh Kiên mặc đầm cúp ngực tôn da sáng. Hoa hậu Nông Thúy Hằng trong bộ đầm xếp tầng phong cách búp bê. Người đẹp Thanh Ngân tạo dáng với đầm tu rua. Á hậu Hương Ly Lạc nàng thơ, bộ sưu tập của Hoàng Minh Hà, giới thiệu tại đêm bế mạc. Diễn viên Lý Hương cùng nhà thiết kế Hoàng Hải. Ca sĩ Lưu Hương Giang và Phương Vi. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.